yêu cầu ra soát việc dân tự phát hiện mắc Covid-19 nhưng không thông báo. Người từ các tỉnh về Hà Nội có phải thực hiện cách ly y tế? Một nhóm nghiên cứu dự báo thành phố Hồ Chí Minh sẽ hứng làn sóng dịch Covid-19 mới trong 3 tháng tới. Nửa tỷ người rơi vào cảnh nghèo cùng cực vì Covid, giới tỷ phú vẫn kiếm đập. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức trên kênh YouTube Sức khỏe và đời sống. Tôi là biên tập viên Ngọc Anh. Chúc quý vị ngày mới làm việc sảng khoái, tràn đầy hứng khởi và năng lượng quý vị nha. Thưa quý vị, nếu như số liệu tối qua khiến rất nhiều người giật mình khi có tới hơn 15.000 ca nhiễm, thì ngay lập tức thông tin người dân tự phát hiện mắc Covid-19 nhưng không thông báo lại khiến cho dân tỉnh hết sức lo lắng. Trước những thông tin vô cùng nguy hiểm này, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế, hỗ trợ cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, tránh việc tự điều trị tại nhà không theo hướng dẫn y tế. Công văn của Bộ Y tế cho biết, nhằm chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, bám sát chủ trương chỉ đạo của Đảng, chính phủ, Bộ Y tế đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn công tác phòng chống dịch, nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới hướng dẫn người dân tự xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên, duy trì đường dây nóng trên cơ sở hệ thống sẵn có để tiếp nhận xử lý thông tin kết quả xét nghiệm từ người dân, tăng cường công tác truyền thông. Gần đây, thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng đã ghi nhận một số trường hợp di chuyển đến các bệnh viện sau khi tự xét nghiệm nhanh kháng nguyên cho kết quả dương tính nhưng không thông báo cho đơn vị y tế ở địa phương. Việc này có thể dẫn đến tình trạng lây nhiễm trên diện rộng, đặc biệt là tại các cơ sở y tế, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch. Để tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 đảm bảo an toàn hiệu quả, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố, chỉ đạo các đơn vị liên quan, thực hiện giả soát phối hợp tổ chức liên quan để thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, trên website của Sở Y tế, số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý thông tin kết quả tự xét nghiệm test nhanh kháng nguyên dương tính của cơ quan đơn vị và người dân trên địa bàn. Tư vấn và hỗ trợ cơ quan đơn vị và người dân trên địa bàn các biện pháp phòng chống dịch theo quy định tránh việc tự điều trị tại nhà không theo hướng dẫn y tế hoặc di chuyển đến bệnh viện nơi đông người. Sở y tế các tỉnh thành phố phối hợp tăng cường công tác truyền thông, hướng dẫn cho người dân, cơ quan đơn vị trên địa bàn chấp hành các quy định phòng chống dịch, đặc biệt đối với việc triển khai tự xét nghiệm giúp phát hiện sớm ca bệnh nghi ngờ, kịp thời bóc tách khoanh vùng và dập dịch, đồng thời hạn chế việc lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước. Rất nhiều khán giả gửi câu hỏi về cho chúng tôi với nội dung như sau: Để tránh lây lan dịch bệnh ra ngoài cộng đồng thì những người trở về Hà Nội từ những địa phương khác có phải thực hiện cách ly y tế hay không? Trước câu hỏi này, chúng tôi xin phép được trả lời như sau. Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 128 về quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Theo đó, để thuận lợi cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, chính phủ đã phân loại dịch bệnh theo từng cấp độ dịch để từ đó đưa ra những biện pháp chống dịch phù hợp theo từng khu vực và cấp độ dịch. Thực hiện theo nghị quyết số 128 của chính phủ, ngày 18 tháng 11 năm 2021, Ủy ban dân thành phố Hà Nội đã ban hành công điện số 24 về triển khai việc giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao với các địa bàn có dịch trở về Hà Nội theo đó, việc cách ly y tế theo dõi sức khỏe đối với những người trở về Hà Nội từ những địa phương có dịch sẽ được thực hiện theo 4 căn cứ tiêm chủng. Những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương, có giấy ra viện, giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19. Từ theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong 7 ngày kể từ ngày về địa phương và nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K, Thực hiện xét nghiệm sát COVID-19 vào ngày thứ nhất. Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau sát họng, mất vị giác thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định. Những người tiêm chưa đủ liều vaccine phòng COVID-19, thè vàng trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng của cơ quan có thẩm quyền cấp. Thực hiện cách ly tại nhà nơi lưu trú 7 ngày kể từ ngày về địa phương. Tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp 5K. Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ bảy, kể từ ngày về địa phương. Những người chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19, thực hiện cách ly 14 ngày, kể từ ngày về địa phương. Tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo và nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K. Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ bảy và ngày thứ 14, kể từ ngày về địa phương. Những người đã tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 hoặc khỏi bệnh COVID-19 tại nước ngoài thì việc kiểm tra và công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng, giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc các giấy tờ tương đương khác của nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao. Như vậy, theo hướng dẫn tại công điện số 24 của Ủy ban dân thành phố Hà Nội, thì việc có thực hiện các biện pháp cách ly y tế đối với những người trở về từ Hà Nội từ những địa phương có dịch hay không sẽ tùy thuộc vào tình trạng được tiêm vaccine phòng COVID-19 hoặc đã được điều trị khỏi bệnh COVID-19 của những người đó Cụ thể, đối với những người đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, tính từ thời điểm trở về Hà Nội, thì chỉ cần tự theo dõi tình trạng sức khỏe tại nhà và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Còn đối với những người chưa tiêm đủ liều hoặc chưa được tiêm vaccine khi trở về Hà Nội từ vùng dịch, sẽ phải thực hiện các biện pháp cách ly y tế và phòng chống dịch bệnh theo quy định. Và nếu ai có ý định muốn quay trở lại Hà Nội, hãy thực hiện nghiêm túc những hướng dẫn như chúng tôi đã nêu bên trên các bạn nhé. Xin được chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác về dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như Hà Nội đang phải đối diện với dấu mốc đầu tiên cho 1.000 ca sau làn sóng thứ tư, thì thành phố Hồ Chí Minh lại hân hoan đón tin vui khi 150.000 học sinh thành phố Hồ Chí Minh trở lại trường học trực tiếp chưa phát hiện COVID-19 trong trường học thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin này được Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh Dương Chí Dũng cho biết. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Dương Chí Dũng, hôm nay là ngày đầu tiên học sinh đi học trực tiếp trở lại sau thời gian dài học trực tuyến. Trong đó, số học sinh lớp 9 trở lại trường là 80.927 em, đạt 90,69%. Số học sinh lớp 12 đi học trực tiếp là 60.566 em, đạt 93,62%. Ông Dũng cũng cho biết, ngành giáo dục và y tế cũng đã hướng dẫn cụ thể các cơ sở trường học cũng xây dựng phương án xử lý F0, F1 khi phát hiện tại trường học. Trước mắt, hai ngành phối hợp khi xuất hiện các ca bệnh. Các tổ xét nghiệm, xét nghiệm nhanh tại các quận, huyện phối hợp với các trường test nhanh cho F1 khi có ca nhiễm xuất hiện. Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, sáng nay Sở Y tế và Sở Giáo dục tổ chức 5 đoàn đi xuống một số đơn vị kiểm tra việc tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp. Ngoài ra, Sở Giáo dục Đào tạo chủ động tổ chức các đoàn của các phòng chuyên môn kiểm tra phòng chống dịch an toàn trên 22 quận huyện. Tới thời điểm này chưa ghi nhận ca nhiễm trong trường học, ông Dũng nói. Việc học trực tiếp ở thành phố Hồ Chí Minh diễn ra trong bối cảnh mỗi ngày thành phố vẫn ghi nhận hơn 1.000 ca F0, số ca tử vong ở mức hai con số. Tuy nhiên, đa số học sinh từ 12 đến 17 tuổi đã được tiêm hai mũi vaccine COVID-19. Theo quý vị, thành phố Hồ Chí Minh sẽ hứng làn sóng dịch COVID-19 mới trong 3 tháng tới hay không? Khi ca mắc mới ở Hà Nội đang dẫn đầu trong ngày hôm qua, chúng tôi xin phép được đưa ra dẫn chứng của một nhóm nghiên cứu dự báo các tình huống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh trong đó có dự báo thành phố Hồ Chí Minh sẽ có làn sóng dịch COVID-19 mới từ thời điểm này đến cuối tháng 3 năm 2022. Dựa trên nghiên cứu của nghiên cứu sinh Ngô Hoàng Anh và tiến sĩ Roman Garonet, dưới sự theo dõi của đơn vị mô hình hóa dịch tễ tại Đại học Monash Úc, vừa có phân tích và đưa ra dự báo tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thu Anh, giám đốc quốc gia Viện Nghiên cứu Y khoa World Quốc Việt Nam, là người đóng vai trò làm đầu mối dữ liệu và tư vấn về các kịch bản chính sách cho nghiên cứu này. Nhóm nghiên cứu sử dụng 3 dữ liệu số ca dương tính COVID-19 hàng ngày được Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp, bao gồm các ca dương tính khẳng định bằng xét nghiệm lưu tham PCR và các ca dương tính nghi ngờ do test nhanh, số giường bệnh nhân nặng đang được dùng, số ca tử vong hàng ngày. Dữ liệu được thu thập từ ngày 25 tháng 5 năm 2021 đến ngày 1 tháng 12 năm 2021. Từ những dữ liệu này, nhóm nghiên cứu đã có được kết quả hiệu chỉnh rất tốt, trùng khớp hoàn toàn với diễn biến tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian vừa qua. Nhóm nghiên cứu dự báo từ thời điểm hiện nay đến cuối tháng 3 năm 2022, nhiều khả năng sẽ có ít nhất một làn sóng dịch mới diễn ra. Độ lớn của làn sóng dịch này phụ thuộc hoàn toàn vào việc thực thi biện pháp phòng chống dịch của thành phố Hồ Chí Minh. Với các kịch bản chính sách trong báo cáo dự báo này, nhóm nghiên cứu cho dự báo từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, số ca nhiễm SARS-CoV-2 ghi nhận được sẽ dao động từ 700.000 đến 1,2 triệu ca. Số ca tử vong do COVID-19 dao động từ khoảng 11.500 đến 26.000. Số giường hồi sức cấp cứu, bao gồm các giường ECMO, thơ máy xâm lấn và không xâm lấn, cần phải chuẩn bị ít nhất là 1.700 giường. Theo nhóm nghiên cứu, hiện vẫn chưa đủ bằng chứng khoa học về độc lực và hiệu quả của vaccine hiện có với biến thể Omicron, nên các ước tính trên chỉ dựa vào giả định tạm thời. Tuy nhiên, nếu điều đó xảy ra, hệ thống y tế của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chịu áp lực rất lớn, cùng với đó là số ca tử vong sẽ tăng gấp 1,5 đến 2 lần. Và biến thể Omicron, trong tình huống giả sử đặt ra là nếu có, thì sẽ bắt đầu bùng phát từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Từ những dự báo trên, nhóm nghiên cứu khuyến nghị biện pháp phòng chống dịch hữu hiệu và khả thi nhất là nhanh chóng tiêm chủng bổ sung mũi 3 sau 6 tháng, đặc biệt là đối với nhóm có nguy cơ cao, bao gồm nhân viên y tế, người cao tuổi và người có bệnh nền, người tiêm các loại vaccine có hiệu quả chưa cao. Có thể xem xét tiêm mũi 3 sau 3 tháng nếu nguồn vaccine cho phép. Đặt vấn đề về dự báo của nhóm nghiên cứu trên, một lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cho biết chưa có ý kiến với dự báo trên. Theo một chuyên gia dịch tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông cho biết đã đạt được dự báo trên. Nhưng theo chuyên gia này, cần trình bày rõ phương pháp khoa học, bởi dự báo không bao giờ đúng mà chỉ là phương tiện. Nếu theo tình huống này thì sẽ tốt hơn hay xấu hơn và cách giải quyết tình huống như thế nào? Có nên đóng cửa lại hay không và đóng cửa vào thời gian nào? Nếu nói tình hình chung chung thì các kịch bản khác nhau. Kịch bản nào nói đúng thì cũng đúng mà nói sai thì cũng sai. Mỗi người đều có sơ đồ dự báo và thảo luận nội bộ để định hướng. Nếu công bố thì phải có phương pháp rõ ràng, chuyên gia nói trên chia sẻ thêm. Thành phố Hồ Chí Minh có xảy ra đợt dịch COVID-19 trong 6 tháng đầu năm 2022 không? Có hay không có là phụ thuộc vào can thiệp của thành phố Hồ Chí Minh. Nếu can thiệp thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ tránh được đợt dịch và như vậy dự báo đó đúng. Câu hỏi đặt ra, vậy có kiến nghị đóng cửa không? Nếu kiến nghị đóng cửa sẽ hết dịch thì dự báo đúng, phải có kiến nghị cụ thể. Nếu nói chung chung có đợt dịch thì có thể đúng và có thể không đúng phải có kiến nghị mới nói đúng hay sai. Phải nói cụ thể phương pháp, đưa ra rõ ràng tham số cụ thể thì lúc đó mới đánh giá được. Còn nói tình huống thì chắc chắn sẽ nằm một trong nhiều tình huống. Và các tình huống đưa ra không có ý nghĩa nhiều, quan trọng là cách hành động của thành phố Hồ Chí Minh. Chuyên gia phân tích và khẳng định. Nghiên cứu trên có phần khoa học nhưng để đặt vấn đề tin tưởng hay không thì chưa đủ thông tin. Như vậy, còn tùy thuộc vào tình hình thực tế và nhất là đưa ra lời khuyến cáo đúng lúc sẽ có giá trị hơn bao sở hết. Dù gì dự đoán này cũng là tình huống mà thành phố Hồ Chí Minh đang phải đối mặt trong thời gian kế tiếp. Hãy tuân thủ 5K và tiêm vaccine. Quan trọng nhất là điều phối mềm xẻo, nhịp nhàng, tuyệt đối tránh rối loạn, không để xảy ra bất kỳ tình huống nào các bạn nhé. <laughs> Xin được gửi lời chia buồn tới tỉnh Bạc Liêu khi 3 ngày trước, Bạc Liêu cho phép mở lại vận tải hành khách liên tỉnh từ ngày 15 tháng 12. Tuy nhiên hôm nay, tỉnh này có chỉ đạo tạm dừng. Chiều ngày 13 tháng 12, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Bạc Liêu Lê Tấn Cận có công văn cho biết, Chủ tịch tỉnh này đã chỉ đạo tạm dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh cho đến khi có thông báo mới. Trước đó, trên cơ sở đề xuất của Sở Giao thông Vận tải, ngày 10 tháng 12, Ủy ban dân tỉnh cho phép vận tải hành khách liên tỉnh, kể cả đường bộ và đường thủy hoạt động trở lại từ 0 giờ ngày 15 tháng 12. Lý do tạm dừng theo Ủy ban dân tỉnh Bạc Liêu là thực hiện theo chỉ đạo của Bí thư tỉnh ủy. Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh còn rất phức tạp số ca lây nhiễm trong cộng đồng tăng cao, trong khi khả năng tiếp nhận của các khu cách ly và năng lực điều trị của tỉnh còn hạn chế. Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu giao sở giao thông vận tải tiếp tục theo dõi, giả soát nhu cầu thực tế của các đơn vị địa phương và các tỉnh thành cũng như của ngành giao thông để thống nhất tham mưu, đề xuất ủy ban dân tỉnh xem xét quyết định trong thời gian tới trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Bạc Liêu hiện có 18 xã vùng cam, 33 xã vùng vàng, 13 xã vùng xanh, có bốn huyện vùng cam hai huyện vùng vàng huyện phước long huyện đông hải một huyện vùng xanh huyện hồng dân toàn tỉnh bạc liêu là vùng cam trước tình hình dịch còn rất phức tạp chủ tịch tỉnh bạc liêu yêu cầu không tổ chức các hoạt động kể cả trong nhà và ngoài trời tập trung trên 10 người chứ một số nơi theo quy định từ 20 giờ đêm hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau mọi người dân không được ra đường trừ một số trường hợp theo quy định chỉ những người đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, người đã tiêm đủ hai mũi vaccine, người đã tiêm một mũi vaccine trên 14 ngày, người đi tiêm vaccine mới được phép ra khỏi nhà nơi lưu trú. Thông tin COVID thế giới vẫn đang là cụm keyword được rất nhiều khán giả quan tâm. Mặc dù thế giới có thêm hàng trăm triệu người cùng cực do COVID-19, trong khi tài sản của giới tỷ phú vẫn không ngừng tăng mạnh. Hơn nửa tỷ người trên toàn cầu đã bị đẩy vào tình trạng nghèo cùng cực trong năm ngoái do phải tự trang trải chi phí y tế ở giai đoạn cao điểm của đại dịch COVID-19. Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Ngân hàng Thế giới WB cho biết trong một tuyên bố ngày 12 tháng 12. Đại dịch đã gây gián đoạn dịch vụ y tế trên toàn cầu và gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất kể từ thập niên 1930, khiến việc trang trải chi phí y tế càng trở thành một gánh nặng lớn hơn đối với nhiều người theo tuyên bố. Tất cả các chính phủ cần ngay lập tức nối lại và đẩy mạnh nỗ lực nhằm đảm bảo mỗi người dân của mình có thể tiếp cận với các dịch vụ y tế mà không phải lo sợ về hậu quả tài chính. Tổng thống đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói, Ông Tedros hối thúc các chính phủ tăng cường chú trọng hệ thống y tế và giữ vững định hướng tiến tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân. Mục tiêu được WHO định nghĩa là mỗi người đều có thể tiếp cận với dịch vụ y tế mà họ cần mà không gây ra gánh nặng về tài chính. Chăm sóc y tế là một vấn đề chính trị lớn ở Mỹ, một trong số ít những nước công nghiệp không có USC. Trên phạm vi toàn cầu, đại dịch khiến công tác khám chữa bệnh trở nên khó khăn hơn và tỷ lệ tiêm chủng nói chung lần đầu tiên giảm trong 10 năm, trong khi số ca tử vong vì bệnh lao và sốt rét gia tăng. Một báo cáo khác do tổ chức World Inquiry Lab thực hiện cũng cho thấy những thách thức mà đại dịch gây ra cho người nghèo trên thế giới. Theo báo cáo này, COVID-19 đã làm gia tăng mạnh khoảng cách giàu nghèo. Trong đó, đại dịch đã khiến khoảng 100 triệu người rơi vào cảnh nghèo cùng cực trong năm nay, nâng tổng số người nghèo cùng cực trên toàn cầu lên 711 triệu người. Trái lại, tổng tài sản của giới tỷ phú toàn cầu đã tăng thêm hơn 3,6 nghìn tỷ đô la Mỹ, riêng trong năm 2020, nâng tỷ trọng của nhóm này trong tổng tài sản của hộ gia đình trên toàn cầu lên 3,5%. Theo báo cáo, số người nghèo cùng cực trên toàn cầu có thể tăng mạnh hơn nếu các quốc gia phát triển không tung ra những gói kích cầu khổng lồ để chống lại ảnh hưởng tài chính của đại dịch. Quay lại với anh bạn láng giềng của chúng ta là Trung Quốc, đây là năm thứ hai liên tiếp chính quyền địa phương Trung Quốc đưa ra lời kêu gọi này trong bối cảnh nhiều nơi tại nước này siết chặt các biện pháp phòng dịch. Để ngăn chặn sự lây lan của virus, chính quyền địa phương trên khắp Trung Quốc bắt đầu khuyến cáo người dân không di chuyển không cần thiết kể cả các chuyến về quê vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới. Kỳ nghỉ năm nay bắt đầu vào ngày 31 tháng 1 dương lịch, trong bối cảnh biến thể Omicron có nhiều đột biến xuất hiện. Trung Quốc đại lục chưa ghi nhận cả mắc biến thể Omicron trong cộng đồng nhưng đang trong tâm thế hết sức cảnh giác. Theo báo sao China Morning Post, một huyện ở Trung Gia khẩu nơi tổ chức thế vận hội mùa đông 2022 đã kêu gọi cán bộ công nhân viên trong khu vực nhà nước và đảng viên làm gương bằng cách không đi chơi xa, chọn nghỉ Tết tại chỗ. Người dân cũng được khuyên hãy thuyết phục người thân ở nước ngoài hoặc các vùng có nguy cơ trung bình và cao tại Trung Quốc không trở về quê. Ở tỉnh Quảng Đông, các doanh nghiệp tại thị trấn Tam Hương được vận động tổ chức cho nhân viên ở yên tại chỗ trong dịp Tết Nguyên đán. Tại Bằng Tường thuộc tỉnh Quảng Tây lân cận, tất cả các cửa hàng được yêu cầu động viên nhân viên không đi lại trong mùa lễ. Những ai che giấu hoặc khai báo gian dối về lịch sử dịch tễ, cản trở nỗ lực truy vết sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Hồi tuần trước, một bác sĩ và là đảng viên ở Nội Mông đã bị khai trừ khỏi đảng vì khai báo gian dối lịch sử đi lại dù đã mắc COVID-19. Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc sáng ngày 13 tháng 12, đến đến cuối ngày 12 tháng 12, Trung Quốc đại lục ghi nhận 101 ca mắc COVID-19. Trong đó có 80 ca cộng đồng và 21 ca nhập cảnh. Đây là số ca trong cộng đồng cao nhất kể từ đầu tháng 12. Thông thường trong giai đoạn này, đặc biệt trước và sau Tết Nguyên đán, hàng trăm triệu người Trung Quốc đổ ra các nhà ga, xe lửa và sân bay để về quê. Đây được xem là cuộc di cư thưởng niên lớn nhất trên thế giới. Quý vị nhớ nhé, biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 có khả năng lây nhiễm hơn 4,2 lần so với biến thể Delta ở giai đoạn đầu. Sau đó, sắp đến Tết, các bạn có thể thử cảm giác ăn Tết xa gia đình hoặc sắp xếp thật nhanh để tự cách ly 14 ngày để cùng người thân quay quần bên bữa cơm đoàn viên Chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về biến thể này tới quý vị. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, đặc biệt chú ý tuân thủ quy định 5K và theo dõi thông tin mới nhất từ Bộ Y tế. Những thông tin mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh youtube báo sức khỏe và đời sống của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở bản tin tiếp theo.